Đi dọc tuyến phố đường Trần Phú Hội An, ta sẽ thấy một người đàn ông đang tỉ mẩn tỉ tót từng chiếc lá dừa để tạo ra những con vật đồ chơi. Đó là nghệ nhân Thao Văn Diện. Chỉ cần vài động tác uốn cong, gấp vòng rồi xếp lại, một cọng lá dừa nước tươi biến thành bông hồng xinh xắn. Hoặc cũng chỉ vài động tác gấp xoắn rồi cố định bằng kim bấm, anh Diện đã biến cọng lá dừa nước thành những con vật ngộ nghĩnh, sinh động và bắt mắt như chú cào cào, con cá, con chuồn chuồn hay những chiếc đèn lồng xinh xắn và nhiều hình dạng khác nhau, tạo nên một sức hút rất riêng. Các sản phẩm được làm từ lá dừa tươi tự nhiên 100%, không độc hại, không sơn phết và có hương thơm tự nhiên của lá dừa lại vô cùng bắt mắt này, không chỉ thu hút các bạn nhỏ mà còn hấp dẫn du khách nước ngoài vì tính dân dã, gần gũi và mang đậm bản sắc văn hóa thôn quê của người Việt. Theo anh Diện, để làm ra những sản phẩm hoàn hảo, việc tuyển chọn nguyên liệu lá dừa nước rất quan trọng. Công đoạn chọn lá cũng quan trọng không kém. Lá phải vừa tới tầm và không bị sâu, đủ to để cho ra sản phẩm đẹp nhất. Vì Hậu An là em cảm thấy là rất là bình yên, không khí rất là trong lành và cảm thấy ấm áp, gần gũi với lại người dân với lại ở đây rất là nhiều. Hội An vẫn có được một cái nét cổ xưa và một cái nét hiện đại và thu hút được rất là nhiều khách du lịch tới, và mỗi khi có dịp rảnh thì con đều đi với gia đình đến. Thưa anh, thì ở đây thì em thấy anh làm ra những cái sản phẩm với những cái con vật nó rất là quen thuộc trong nhân gian, và em nghĩ là trẻ em thì rất là sẽ thích những cái con vật này. Vậy thì bây giờ anh có thể hướng dẫn cho em thực hiện một trong những cái sản phẩm của anh được không ạ? Chẳng hạn như là con cào cào này đi ạ. Được, bây giờ muốn hướng dẫn là con gì mới được? Con cào cào dạ, không? Con cào cào đi ạ. Rồi, cào cào đó, hướng dẫn cho con cào cào. Sao còn nó mẫu con nó mẫu khác mà. Hướng dẫn là cắt ra dài nhân, chỉ ra quán vô cái tàu dài nhân lát dao tước ra rồi đó. Dạ. Rồi phải làm vậy là tí chút nữa là tự cắt ra thứ làm được. Đó, dài đó. Bé lại dài. Dạ. Đó, là thành ra là làm ra con. Đó, quán về. Quán xuống. Quấn chậm chậm gọi là quấn chậm chậm. Cái này nó đòi hỏi mình phải rất là khéo tay phải không ạ? Không phải khéo tay đâu, phải đi học ra trường lớp mới làm được. Mình học ở đâu anh? Học ở Sài Gòn đó. Gặp học ở Sài Gòn năm 2006-2007 trong đó mới về đây được. Mình học trong thời gian bao lâu thì được ạ? Học không có năm trời chứ. Làm thì làm được thôi, làm con gì ra cũng được, chứ mà nó không có được đẹp. Không có được đẹp tự nhiên vậy, chứ mà mình làm đi làm lại có năm trời mới được đẹp chứ đâu phải mà. Chứ bây giờ mới đầu làm vô thì không thấy được đâu, nhưng mà không có được đẹp như làm như lâu mỗi năm được. Nó dúng, nó thành con cào cào. Đó. Rồi đó, chắc nè, đó. Dạ. Chế xuống nè, đó. Gọt ra nè, đó. Làm thành hai cái càng đó, cái chân đó nè, đó. Rồi xuống đây, đó. Vô đây. Đây là hai cái càng đúng không ạ? Hai càng đó đấy, hai cái càng đó rồi, đi làm hai cánh tiếp. Hai cái cánh thì mình phải lấy những cái lá dừa khác hả? Hai cánh đó mình phải cắt từ lá ra chứ. Dạ. Mình cứ gọt cũng cái lá nó dễ ra, mình làm hai cánh được. Đó, giờ thành làm hai cánh đó nè, phải không? Đó. Hai cánh. Rồi, nó thấy không? Như vậy là hoàn thành là đúng không? Hoàn thành con cho cháu rồi đó. Thưa quý vị và các bạn, sau khoảng 5 phút thì anh đã hoàn thiện một cái tác phẩm. Trong một cái thời gian ngắn như vậy, tuy nhiên thì nó cũng không có dễ dàng.
Theo chia sẻ của anh thì cái này phải đòi hỏi sự khéo tay và qua một cái quá trình học tập rất là lâu, cũng như là qua một cái quá trình làm nghề rất là lâu thì mới cho ra đời một cái sản phẩm hoàn chỉnh như thế này. Và bây giờ thì anh có thể hướng dẫn cho em thực hiện được không ạ? Rau. Đây, hướng dẫn làm luôn đây. Em làm cho. Tự cắt ra, tự làm luôn nha. Cái lá dừa này thì mình có cần phải lựa cái lá như thế nào không ạ? Có, lựa đàng hoàng chứ. Mình lựa những cái lá như thế nào anh? Lựa như cái lá khoảng... cái lá tầm cỡ khoảng tập đây. Đó, tầm đây. Dạ. Chứ bự quá thì cũng không được. Mà nhỏ quá cũng không được. Nó phải tầm đây thôi. Lựa khoảng tầm đây. Mỗi một cái sản phẩm thì mình lựa cái kích cỡ lá khác nhau hay là như khác thế nhau nào hết, anh? Khác nhau cũng khác nhau hết chứ không bao giờ giống được. Bây giờ thì em sẽ cắt ở đâu ạ? Đó, cắt ra nè, rập ra nè. Cắt đến đâu thì được anh? Một nửa mình phải đo canh nè, cắt ra rập nè. Rồi, đến đâu? Rập ra nè, đó. Rồi, em gặp cho. Đó, rập ra. Đến đâu đến hết luôn ạ? Hết luôn, rập hết luôn. Mà là cô chân nó phạm. Ý, rập tới bia, canh bia đó. Canh bia đã rập đi chứ. Đó, rồi. Nó hơi sướng. Bắt đầu lột ra. Không. Không, cái đó không quan trọng. Tức là giờ mình sẽ tách đôi cái này ra thôi. Dạch ra rồi. Dạch ra tới lên trên kia đó nè. Dạch ra tới đấy nữa. Dạch ra tới đấy rồi. Bắt đầu là phải bé chỗ đây xuống. Bé đây này. Nên bé chi bé cho này. Đó bé cho này. Bé xuống. Căng lại. Đó căng lại giải nó đó. Rồi thấy chưa? Rồi bắt đầu lọc lại dày. Đó lọc lại dày bắt đầu là vô quấn vô dày này. Quấn vô dày, quấn vô dày, đó, phải chưa? Bên đây cũng quấn vô dày, đó. Mình có cần phải rỉ chặt xuống không ạ? Có chứ, rỉ chặt xuống, đó. Dạ rồi. Rồi bên đây quấn vô nữa dày. Rồi để em làm thử. Phải theo clip đó nào mà đó, quấn vô dày. Rồi bên đây quấn vô, bên đây cũng quấn vô dày, mà phải quấn rỉ xuống. Như vậy ạ? Phải lộn đầu, lộn đầu quá. Đâu phải dở, đây nè. Đây nè, thấy chưa? Dạ. Phải rỉ như vậy, riết ở đâu rồi rỉ. Dạ rồi. Vô clip đó nè. Vô clip nó riết xuống. Đó, riết. Riết xuống cho bằng. Đó, ở bên đây cũng vậy. Vô clip bao nhiêu bận thì được ạ? Mình làm thế này được không anh? Xong rồi lòng vô. Lòng vô cho nè. Đó. Ủa sao nó quéo lại? Làm hồi đầu hết lên một khúc đây, chừa cái râu nó thôi chứ, cái râu cạo cạo. Như thế này đúng không ạ? Xong rồi xuống đây. Lộn quá chứ, lộn rồi. Lộn rồi. Nó phải đúng phải bờ mặt đấy nó dây này đó nó lặn cái này đây lặn luôn nó lặn theo bàn mặt nó còn cái mất nó lộn nhiều mất được rồi phải giờ chừa một khúc đây một khúc đây phải không phải làm vậy vô cái đuôi này vô cái ái đó này cái rau cái rau nó kéo lên dày cái đầu đó cái rau thành rau nó thấy chưa cái rau này rồi bắt đầu nắm chỗ đây rút xuống rút vừa canh chỗ đây á canh chỗ đây nó mới chặn hai rau này nó mới kiến được đúng rồi phải canh chỗ đây nữa nè đó giải dụng cũng quá là tạm nó hơi ngẩn ra xí nữa đúng không rút vô chút nữa nó phải rút mạnh vô nó mới sát lên. Được dạ đúng không nó rút mạnh vô nó mới sát được chứ còn nó không sát là nó không ấy rồi bây giờ rau được rau chặn một khúc này thành cái mình con cho cháu nhé dạ nói nè rồi đâu rập đi này cầm dao tự rập thử được không rập hết cái này luôn hả rập ra thẳng ra rập chỗ đây xuống thành hai cái chân đó rồi rập ở trên này bỏ cái này ra luôn rập cái đây bỏ luôn nè chân chỗ đây rập luôn rập theo cái đường đó qua nó phạm đó rồi mới đầu cắt chỗ đây nữa nè chỉ cắt chỗ đây nha cắt này cho nó vững lên thành cái còn đúng không? Cái chân đó nè. Dạ. Thấy chưa? Dạ. Bỏ một chiếc cái này đi. Phải đo cái chân đó nè. Dạ. Đó. Cái này mình sẽ làm cái càng đúng không ạ? Tí mí nó lâu lắm, đưa đây, cái chỗ đây nó dài quá, cắt bớt. Dạ. Đó, thấy chưa? Đầu lên dài, bé lên nó dài. Bé lên dài, bé lại. Bé lên dài, bé theo cái đường đó đó, lên thành cái càng. gắn vô hai bên gắn theo chiều dài nè nó tập chiều là không được đây nè đó bên đây nó cũng vô cái chiều nó dài nè không tập đâu
phải gắn lại cho nè. Cái này cái nhà đầu tà này cái đầu nhọn là nằm ở dưới, còn cái đấy đầu mình lên là thành cánh được. Thưa quý vị và các bạn, dưới cái sự hỗ trợ của anh thì tôi cũng đã làm được một cái sản phẩm, tuy nhiên thì nó không thể đẹp như là anh thợ này làm được. Khi mà chúng ta nhìn những cái sản phẩm ở đây thì nó có vẻ là đơn giản, nhưng mà trong quá trình làm thì thật sự rất là khó, thưa quý vị. Nó trải qua một cái quá trình học tập và cái quá trình làm nghề rất là lâu thì mới có thể cho ra những cái sản phẩm hoàn chỉnh như thế này. Và nếu như quý vị và các bạn muốn làm một cái sản phẩm như thế này thì mời quý vị và các bạn theo dõi lại chương trình Bạn Có Biết của chúng tôi ngày hôm nay. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.